cô 25.000 một ký, cá miền Tây 8.000 một ký, 2 kg 15, cá ngọt 15.000 một ký, cá bô 25.000 một ký, cá miền Tây 8.000 một ký, 2 kg 15, cá ngọt 15.000 một ký, cá bô 25.000 một ký. Chào quý bác quý cô. Hôm nay thì Khánh lại có mặt ở khu vực này là giáo sư Đức Thắng quý bác quý cô ạ. Ở đây thì chủ yếu là người dân tộc Ở đây thì chủ yếu là người Chô Ro quý bác ạ. Hôm nay thì Khánh lại mang một số phần quà của anh chị Tài Yến ở bên Las Vegas. Thì lần trước thì Khánh cũng có mang một số phần quà của một bạn thường quân giấu tên bên Úc rồi. Hôm nay thì anh chị thấy phim là anh chị cũng có nhờ Khánh là mang lên giúp các sơ trên này một chút. Rồi giờ Khánh cũng sẽ đi phát cho những hộ gia đình khó khăn ở chỗ các cái khu làng người Chô Ro ở chỗ này quý bác ạ. Hôm nay thì tóc Khánh hơi dài rồi quý bác thông cảm. Tại vì quý bác ạ, Covid nó nhiều quá. Khánh thấy những người hàng xóm của Khánh này, rồi những người bạn thân của Khánh ấy cứ từ nhiễm Covid hết rồi. Thậm chí là cái ông cắt tóc này cũng may Khánh chưa cắt đấy, bởi vì ông cũng bị Covid thì ông cũng có lây cho một người cắt tóc rồi quý bác ạ. Thì cảm ơn quý bác từ trước giờ đã ủng hộ phim của Khánh nhá. Với lại Khánh đi nắng nhiều quá thì kỳ này cũng hơi còm, hơi đen rồi, hơi xấu trai rồi. Nhưng mà thôi gặp quý bác một chút cho vui. Thôi Khánh cảm ơn quý bác. Bây giờ quý bác theo Khánh để mình đến một vài gia đình hoàn cảnh ở đây quý bác nha. Rồi em xin mời quý bác ạ. Rồi. Nay là Khánh đến chỗ này quý bác. Là chỗ mà Khánh theo hôm bữa xem phim thì anh chị Tài Yến có nghe ý là tôi Khánh đến giúp riêng cho gia đình của mẹ mà 5 người con ở chỗ này cũng khó khăn lắm. Khánh phải lại Khánh giúp riêng họ một chút. Còn lại những gia đình khác thì Khánh phải nhờ dựa vào một chị là người địa phương ở đây, chị dẫn đi quý bác ạ. Em đang làm gì em? À làm điều à? Cũng ở nhà làm điều luôn à? Con chó đẹp quá. Ôi giời, đây là 4 này, nguyên con gái không hả em? Nó đâu một cháu nữa vậy, em mấy cháu ra? Em 5 hay 4? 4. À 4 đây à? À. Cháu nhà bên này. À. Đã con gái vào đây luôn. Cái Suri luôn, Suri bữa bác cho riêng 100 có mang về cho mẹ không? Mẹ có mua cái gì không? Mẹ mua sữa. À vậy à, rồi vàng. Em ơi, vậy ở nhà mình là bình thường cứ làm điều vậy thôi á? Dạ, bình thường làm điều. Thì một ngày được nhiều tiền không? Thì một bọc thì 2 ngày 50 ngàn. 2 ngày biết được có 50 ngàn? Dạ. Rồi cứ làm việc đấy thôi à? Dạ. Từ trước giờ luôn đấy à? Dạ. Vậy mình không có công việc khác mình làm à? Dạ không. À vậy à, hôm bữa Covid ở đây có nguy hiểm không? Có ai bị không? Thì cũng có, giờ nó bớt hết rồi. À bớt rồi dạ. Đúng không em? Vậy cũng có bé này thì bị F0 thì hết. Ui giời, bé này con bị F0 luôn á? Dạ. Ui giời, vậy mẹ có bị không? Mẹ không bị, mẹ làm công ty không bị. À vậy là bé này ở nhà đi chơi ở đâu cái bị á? Dạ. Đi chơi theo hàng xóm bên đó đó. Ồ vậy đấy, cái là hôm bữa Khánh đi qua mấy vùng xong nó cũng nổ nhiều quý bác ạ. Đây là khu vực giáo sư Đức Thắng này, anh em cũng đi phát cơ, tuần sau thì nó nhiều ca Covid lắm quý bác ạ. Ồ, cháu bé đây hôm bữa vậy mà cũng bị Covid, may cháu vượt qua rồi. Rồi vượt qua hết. À, nói riêng với quý bác là hiện nay tỉnh Đồng Nai quá tải nhiều lắm. Và có mới có 4 cháu bé cũng bị mất vì Covid đấy quý bác ạ. Như mấy cái xã vùng Gia Kiệm thì một ngày trung bình mấy xã vùng Gia Kiệm thôi cũng phải 200 ca quý bác ạ, nhiều lắm. Đấy quý bác thấy may cháu bé đây cũng bị mà cháu bé vượt qua rồi nè. Ô em ơi, vậy một ngày em có bằng đó tiền rồi, bình thường thì sống bằng cái gì? Các cháu này có đi học không hả con? Có. À, đi học bài thi. Ăn làm bài thi luôn à? Dạ. À vậy bình thường con có cái gì để học online rồi cái gì? Dạ. Cái điện thoại à? Điện thoại thì cũng nhà trường cho. À hai người chung một cái à? Dạ. À vậy em này có đi học không? Có. Ồ vậy giỏi nha. Không có, em này thì chưa đi học. Vậy em này chưa đi học. Em này 5 tuổi chưa có đi học. Còn bé đây là có mỗi mẹ bố đâu em nhỉ? Đây bố là... bỏ rồi. À bố bỏ, có mỗi mẹ với con thôi. Mẹ cũng đi làm công ty rồi. Mẹ làm công ty. À thôi thì anh chị em thấy lên phim thì thôi thì anh chị Tài Yến ấy cũng có nhà ý em đến em quay lại gia đình đây em giúp riêng một tí anh chị Tài Yến này. Rồi thôi tiện thì thấy các cháu đây cũng mẹ làm ngày được có 25 ngàn quý bác ạ. Mà mấy cháu này cũng chịu khó đi học này thôi, em cũng trích thêm một chút quà của anh Thắng anh nhá. Anh Thắng là quỹ khuyến học. Thôi thì em giúp thêm gia đình họ chúc của anh Thắng vậy anh nhá. Và đây thì thôi vậy thì em biếu gia đình em 700 đi nhá. Dạ, dạ cảm ơn. Đây, anh biếu gia đình em 700 này. Với lại anh cho cháu bé này 300. Dạ. Cháu bé này 300 thì vậy cháu mới khỏi Covid thì cũng nguy hiểm quá. Dạ. Chờ ăn một chút thôi. Dạ. Tiền nhiều quá không biết để túi nào. Thì mấy bé thôi lúc đó ổng còn sống còn đi bán số thì cũng đỡ chứ. Bây giờ từ ngày anh đi thì em là đi... chồng mất. Dạ. À còn bé đây là chồng bỏ. Tôi xin lỗi con. Đây. Dạ. Anh biếu em 700 dạ, này. Cảm ơn anh. Rồi còn một món nữa ấy là thôi bác lấy cái quỹ này là quỹ của anh Thắng đi. Lâu lâu em mới có gì em đi thôi em xin anh Thắng để giúp cho các cháu một tí. Đây bác cho các cháu 500 này để các cháu mua sách vở hay là xài cái gì cần thì mua nhá. Chẳng hạn mua dép mới hay là quần áo gì đấy mùa Tết này nhá. Bác cho mấy chị em 500. Bác này cũng dép đứt hết rồi. Dép đứt hết rồi. Đi đưa dép to về này quý bác này. Như dép nhựa ngoài chợ bán có 10.000 à. Rồi, đấy. Còn cháu bé đây thì chưa lần nào đến gặp mẹ, thôi bác biếu con này nhá. Cảm ơn bác. Cảm ơn anh nhiều. Mẹ mua cái gì cho con rồi bắt đầu là con để dành hay là làm gì đấy nhá. Đây là quà, đây là của anh chị Tài Yến hết nhá. Ở đây là quà của bác anh chị Thắng ở bên Mỹ luôn nhá. Thôi thì anh mang chút quà gọi là quà xuân đến giúp gia đình mình vậy nhá. Các con cảm ơn đi. Cảm ơn không, các con phải cảm ơn ông bà Tài, rồi cảm ơn anh cô chú Thắng. Cảm ơn anh Thắng, cảm ơn bà Tài. Vậy đi nhá. Rồi ưu tiên đấy, bác đến bác ưu tiên bác quay lại đấy. Rồi vậy nhá. Rồi thôi đi luôn. Cảm ơn nhiều. Và chúc em sức khỏe vậy nhá. Con gái này đứng lên cho bác Phong quay cho đẹp gái cái coi nào. Đang đi đôi dép to quá này cái bác này. Đây, bye bye nào, giơ tay chào. Bye bye đi. Cảm ơn anh ông bà Tài, ông cô chú Thắng. Vậy nhá. Rồi, rồi anh Phong tắt máy rồi. Đây là gia đình mà hôm bữa F0. Vậy là cháu bé bên kia lây từ đây á em? Em ơi, cháu bé này lây từ nhà đây á? Dạ, bên chơi cút dưới á. Vậy à. Nhà các cháu đây là đang hôm bữa bị cách ly F1 hay F0 cơ. Ông bị F0 luôn đó. Dạ, ông bị F0. Đấy, ông bị F0 luôn. Ông nội hay ông ngoại con? Ông ngoại. Ông ngoại à? Vâng, đấy bà ngoại này. Ông ngoại thì đi bán vé số à cơ? Hay làm gì mà bị F0 ta? Ông đi làm. Ông ngoại. Vâng. Và ông bao nhiêu tuổi mà đi làm cô? Năm nay ông 70 mấy rồi. Quý bác ạ, 70 mấy rồi mà bị F0 mà may cũng vượt qua. Đây là gia đình đều là người Châu Ro hết phòng con. Dạ. Đấy quý bác thấy này, hai cháu này sinh đôi này. Hai con sinh đôi thì bố bỏ đi này. Đấy. Bố bỏ đi xong rồi sinh đôi. Sinh đôi xong rồi bây giờ khi sinh ra mấy tuổi thì mẹ lại bỏ đi rồi con? Dạ 6 tuổi. 6 tuổi. 6 tuổi mẹ lại bỏ đi rồi. Đi đâu luôn rồi cô? Đi lấy chồng rồi. Lấy chồng khác ở đâu con? Ở gần đây không con? Ở đâu con? 94. Ở cây số 94 quý bác ạ. Cây số 94 tức là qua Phú Túc một đoạn. Nhưng mà mẹ đi bước nữa cho nên ba cháu này gọi là mồ côi ở với ông bà quý bác ạ. Ông thì nọ F0 đấy, bây giờ nhà còn đang cái bảng cách ly quý bác ạ. Rồi cháu này là con nhà ai? Là em họ à? Dạ. Là nhà hàng xóm đúng không? Thôi hàng xóm thì về nhà hàng xóm chơi đi. Như bác thấy các cháu ở đây thì tội nghiệp lắm. Nhưng mà Khánh mà đi hết cả làng thì không được. Bởi vì quá nhiều hoàn cảnh khó khăn quý bác ạ. Khánh chỉ đến vài hoàn cảnh đặc biệt vậy rồi. Thì Khánh nhờ một chị hướng dẫn những trường hợp đặc biệt. Thôi vậy đi. Thì bác nghe cô bên kia giới thiệu là các con như vậy, hoàn cảnh khó khăn như vậy đấy. Bác đến bác biếu các con 500 nhá. Là 500 để các con mua, hay là 600 đi. Mỗi em 200 nhá. 600 này để các con để dành này, bà ngoại cần cái gì thì đưa tiền cho bà ngoại mua gạo hoặc là cần cái gì thì mua đỡ nhá. Nhất là cháu gái lớn hôm nay còn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 13 tuổi. 13 rồi à? Con bỏ mũ ra đi nhỉ? Cho bác, cho bác 13 tuổi rồi cái bác này. Đấy. Vậy là mẹ bỏ đi được cỡ 5-6 năm nay chưa? Mẹ lấy chồng khác ấy. Đấy là 7 năm rồi đấy quý bác ạ. Coi như mẹ đi mất 6-7 năm nay rồi. Vậy thì bác biếu 600 này, mỗi anh chị em có gì ba chị em chia nhau nhá. Bác biếu tiền này là của anh chị Tài Yến ở bên Mỹ. Các con mai mốt các con cảm ơn cô chú Tài hai bác Tài Yến nhá. Rồi sau này thấy quý bác xem phim mà thấy hoàn cảnh các cháu mà muốn giúp thêm các cháu thì bác lại mang xuống cho nhá. Con đại diện con nhận đây. Con cảm ơn chú. Không, con cảm ơn, con nói đây là con cảm ơn hai bác Tài Yến. Dạ con cảm ơn hai bác Tài Yến. Ở bên Mỹ nhá. Ở bên Mỹ. Vậy đây là các con giữ vậy đi nhá. Rồi có đứa nào đi học cái gì không? Còn học chữ thì làm sao? Học chữ thì làm sao con? Dạ còn có con học à. Còn có con học thôi à? Con đi học lớp mấy? Hai ông bà không có tiền cho cháu đi học rồi nè. Con em này học lớp mấy con? Lớp 7 à con? Vậy con cũng hình như con muốn bỏ học luôn rồi đúng không? Vậy à. Đi học thì cần nhiều tiền không mà vậy con? Được con. Vậy à, phải mua sách vở, mua này kia đúng không? Vậy ví dụ có tiền thì con có thích đi học không? Thích đi học á? Có tiền điều kiện con thích đi học mà. Bà giận không có tiền nữa. Vậy à. Ở nhà. Đấy. Nếu mà có tiền cũng cho đứa cho đi học. À, nếu có tiền cho đi học phòng cơ. Con mời bà ngoại đứng gần đến đây tí đi nhỉ. Bà ngoại đến đây cho mát nữa bà ngoại này. Đây là bà ngoại khi bác ạ. Bà ngoại cũng gần 70 rồi. Nếu mà con thực sự con muốn đi học ấy thì bác quay phim đây lên. Rồi quý ông bà cha bác bên nước ngoài xem có thể hỗ trợ con được ấy. Mà một con đi học vậy một năm chỉ tốn có 2 triệu chứ mấy đúng không? Con chỉ tốn tiền sách vở này đúng không? Cái quần áo. Sách vở rồi quần áo rồi đóng tiền học nữa, đăng ký thì 1 triệu mấy. À, 1 triệu mấy học phí. Rồi vâng, đấy quý bác ạ, là như vậy là nguyên học phí là cấp 2. Cấp 2 là 1 triệu mấy đến 2 triệu học phí ấy quý bác ạ. Còn quần áo hay cái gì đó thì hắn cho là cỡ 3 triệu ấy, thì có thể cháu đi học được 1 năm đúng không con nhỉ? À, thôi bác quay phim lên vậy, nếu ai giúp đỡ thì bác quay lại bác ấy nhá. Con tên là gì? Điệu Thị Thanh Nhung. À, Điệu Thị Thanh Nhung này. Bà ngoại đây, còn hai con đây có biết chữ không? Học lớp 1, 2 lần lớp 1 rớt hoài. À, rớt hoài nhưng mà biết đánh vần không? Biết đánh vần không? À, biết đánh chữ không? Biết đánh chữ, biết đọc chữ không ta? Này, bác có cái gì có chữ không nhỉ? À, biết đọc chữ không? À, xin lỗi con mượn cái này coi. Cái này chữ số bao nhiêu biết không? Này, số bao nhiêu biết không? Nhà tư dân. Chết. Không biết vậy làm sao mai mốt lớn mà đi bán hàng được này. Đây là một số 100, này là 100.000 này. Để học nhá. Con phải đáng hai đứa chịu khó học để làm sao để biết chữ về 100.000 này, mai mốt mình có làm cái gì người ta không có lừa mình, người ta không có ăn gian của mình ha. Nhớ nha, lớp 1 dễ học mà bà đáng cho các cháu học lớp 1 bà nhá. Đánh vần này kia. Thôi vậy thì vậy đi. Thôi bà thì chẳng biết nhưng mà thôi con lại lấy thêm 500 con phụ cho các cháu cái quỹ học của anh Thắng ạ. Thôi em lại lấy chúc anh Thắng 500 luôn anh nhá. Giúp các cháu được tí nào hay tí đó, rồi các cháu làm gì các cháu làm, rồi bà có lấy tiền bà nuôi các cháu nữa này. Bà bị bình thường bà làm gì bà? Con ở nhà đâu có làm gì đâu, làm đâu có nổi đâu, bệnh nứt mình nứt mãi chân tay đồ. Vâng, đây cái bác thấy hoàn cảnh ở đây, đây là khu vực của giáo sư Đức Thắng, một khu làng lớn lắm các bác ạ, rất là nhiều gia đình, rất nhiều hoàn cảnh các bác ạ. Khánh đến đây là hoàn cảnh thứ hai nhưng mà thực sự là vấn đề Covid cũng khó khăn lắm các bác ạ. Thôi thì Khánh cũng đứng vậy đấy các bác. Thôi vậy con giúp thêm, con giúp thôi bác giúp cái này là thôi con gửi bà đi 500 này là quỹ học của anh Thắng ạ. Thôi bà mai mốt bà cho lại các cháu 200 các cháu mua bánh mua kẹo gì bà nhá, còn bà giữ 300 bà nhá. Thì tuy là cháu đây còn đang muốn bỏ học rồi, còn hai cháu này còn chưa rành lớp 1 đấy. Thôi thì con cứ giúp tí để khuyến khích vậy. Thôi các cháu ráng biết phải biết chữ tí nhá. Không biết chữ là mai mốt không làm gì được đâu ha. Hai con. Dạ, vâng, đây là của anh Thắng, còn đây là của anh chị Tài Yến, còn đây của anh chị Thắng ở bên Mỹ luôn ạ nhá. Vâng, vậy được rồi. Thôi bây giờ các cháu mở bác đứng xa ra để cách ly rồi các con mở khẩu trang cho ông bà cha bác biết mặt tí được không nhá. À, con được nhá. Rồi, đây rồi. Rồi các cháu mở khẩu trang ra. À, các con mở đi. Cho ông bà xem mặt mai mốt ông bà thương được ông bà gửi quà cho nhá. À. Đây, rồi em đi gần đến một tí. Đấy là các cháu cảm ơn hai bác ông bà Tài Yến đi, các con cảm ơn đi. Dạ con. Nói đi các con. Cảm ơn ông bà Tài Yến. Dạ con cảm ơn ông bà Tài Yến. Rồi. Bác cũng cảm ơn hai bà Hao Tránh. Vâng, rồi anh chị Thắng nữa nhá. À ông bà Thắng nữa nhá. Dạ. Vâng, đấy, vậy được rồi. Rồi thôi đi, rồi mình chào đi, mình bye bye đi. Bye bye nào. Còn thằng này có cho quà không ta? Kẹo đâu anh Phong? Đang để xe rồi. Lại để xe rồi à? Không có quà ta? Thôi cho 50.000 mua bắn nhá. Thôi tội nghiệp, thôi đứng từ nãy giờ làm diễn viên mà không có tiền. Thôi cho cháu 100 quý bác ạ. Ở đây thôi cho con 100 nhá, mua bắn luôn. Đấy quý bác ạ, nhà chắc cũng khó khăn đấy nhưng mà tại không phải là con nhà hàng xóm như vậy nhà này. Thôi bác đi nhá. Rồi lên đi. Đây quý bác ạ, đây lại có hoàn cảnh bà cũng đi theo bà xin này, tại nhiều hoàn cảnh như vậy lắm. Nhưng mà bà kể là cháu bé đây là 8 tuổi à ta? Lúc nuôi nó 8 tuổi. 8 tháng. Nuôi từ 8 tháng tới giờ đấy quý bác ạ. Do làm sao bà? Bố mẹ nó đâu cơ? Mẹ nó đi theo người khác. Mẹ theo người khác, còn bố đâu cơ? Bố đi làm cháu cứ về, người ta đâu có cho về. Bố đi làm Tết với về á cơ? Đi làm theo lo. Làm gì cơ? Không biết làm cái gì, không biết làm củi. Làm củi á cơ. Còn bà, còn ông ở nhà không cơ? Chết hết cả, còn còn có hai bà cháu thôi á cơ. Vậy á cơ, mà bà chân bà bị sao bà giờ? Chân bà có tật từ nhỏ cơ. Vậy xong rồi bây giờ bà với có mỗi cháu ở nhà thôi, hai bà cháu ở với nhau vậy. Hai bà cháu. Vâng, hai bà cháu, còn ông cũng không có luôn à cơ. Rồi lâu, bố cháu thì đi làm ở đâu? Rồi. Bố cháu đi làm ở đâu cả năm mới về lần nữa cơ. Không có thấy về. Không thấy về luôn à, chắc bố đi mất. Gái rồi. Vậy đấy, đấy quý bác ở đây nhiều hoàn cảnh lắm quý bác ạ. Vậy thôi thì Thôi thì cũng là mùa Tết, con mang 500 lên con biếu bà với cháu nhá. Đấy quý bác ạ, bà cũng cây vàng nhà bà ở dưới kia quý bác ạ, nhưng mà thôi Thắng đang đi rồi, bà đi theo vậy ấy. Đây bà nuôi cháu đây từ hồi 8 tháng này, mẹ đi lấy chồng khác này, bố thì coi như đi làm sai đi đâu mà không thấy trở lại luôn. Có hai bà cháu ở nương dựa nhau mà bà chân bị tật này. Bình thường bà làm gì giờ kiếm tiền giờ bà? Hồi lúc cạo điều. À đi cạo điều á? Ừ, bây giờ người ta đi xa mình đã nghề đi sách. Vâng, quý bác ơi đi điều trang hồng nè. Vâng, quý bác ạ đi cạo điều thì 2 ngày mới được có 50.000 quý bác ạ. Thôi em lại vậy con biếu bà với cháu 500 vậy bà nhá. Thôi gọi là quà Giáng sinh với quà Tết bà nhá. Đây là của anh chị Tài Yến bên Mỹ này. Đấy. Bà nói câu cảm ơn nhá, cảm ơn bạn Thường Quân ạ. Cảm ơn. À rồi con ạ đi con ạ, con nhìn phim con ạ. À ông bà Tài Yến, con khoan tay vào con ạ. Vâng. Đây ạ. À em bị sốt á? À vậy à? Ừ. Hả? À không sao đâu, đứng xa là được rồi. Đâu em bị sao? Bị xéo méo mặt luôn à? À bị lâu chưa chị? Lâu rồi mấy năm ta? À mấy năm rồi ấy em? 5 năm rồi. À vậy bây giờ em có làm được cái gì không? Vậy. À ăn kéo bà ngoại á? À vậy à? Chị đây là em đây là săn em bé ra rồi bị vậy luôn. À bị bận luôn cái bác ạ, giống như gọi là sản hậu hay gì mà bây giờ nói không rõ tiếng mà cũng không làm được cái gì, đang sống dựa bố với ông bà ngoại. À không làm gì được, còn chồng em thì bỏ đi lâu rồi à? À vậy à. Thôi anh mang chút quà của mạnh thường quân bên nước ngoài ấy. Thôi anh giúp gia đình em 500 em nhá. Của anh chị Tài Yến ở bên Mỹ. Em chúc phúc cho mạnh thường quân vậy nhá. Phong ơi em lấy tiền giúp cho cháu 500 đi. Đem đây cho. À đây em giữ đi này. Em giữ. À đây coi như quà Tết với quà Giáng sinh em ạ. Em cảm ơn mạnh thường quân đúng không? À rồi con cảm ơn đi con. Dạ cảm ơn. À đấy trong kia là bà ngoại á. Dạ. Ồ bà ngoại trẻ vậy ta. Anh cảm ơn thì có đứa nào đi học không? À đang đi học. À thấy đáng học để biết chữ nha. Không biết chữ là nó vất khổ lắm. Rồi vậy thôi anh đi nhá. Rồi thôi vậy anh chào. Vâng. Đấy. Đây có cháu gái cũng đang nuôi con nhỏ này. Có ba cháu có ba em bé luôn hả con? Dạ. À vậy à, con bình thường là cứ làm điều vậy thôi á? Dạ. Không sao mình không đi làm công ty hay cái gì? Tại thấy dịch đó con không dám làm công ty. À đúng rồi. Cứ mỗi lần con cũng đi. À mọi lần cũng đi à, bây giờ cho dịch quá ở nhà hả? Dạ. Sợ lây cho con nữa đúng không? Dạ. Con nhỏ nhất của con là bao nhiêu tuổi? 15 tháng. Mới có 15 tháng thôi à? Dạ. À vậy à. À thôi vậy hôm bữa chú cũng thấy cháu xin ấy lần trước ấy. Mà thôi lần này chú giúp cháu 300 vậy nhá. Dạ. Cháu làm để giờ hỗ trợ thêm để nuôi con mua sữa gì đấy đó. À rồi vậy đi. Rồi đây, đây là chú giúp cháu 300 này là của anh chị Tài Yến ở bên Mỹ cháu nhá. Dạ, dạ, cháu chúc phúc cho mạnh thường quân nhá. Cháu cảm ơn mạnh thường quân đi. Dạ con xin cảm ơn mạnh thường quân ạ. À là anh chị Tài Yến nhá. Dạ dạ. À vậy đi thôi giúp cháu tí vậy nhá. Rồi thôi cháu làm việc với chúc cháu mạnh khỏe nhá. Dạ con cảm ơn chú. Rồi. Rồi, quý bác ạ. Khánh bắt đầu lại đi theo chị đây. Chị sẽ căn những người nào mà lần trước Khánh có quà rồi thì lần này chị dành cho người khác quý bác ạ. Nếu mà mình biết hoàn cảnh đặc biệt thì mình sẽ giúp thêm. Còn bình thường Khánh đang dự án là mỗi gia đình 300 quý bác ạ. Thôi thì chia sẻ mỗi gia đình một chút, số tiền nó ít thì một chút nhưng mà sẽ được nhiều người hơn, nó cũng đỡ lắm quý bác ạ. Tại vì cá nhân mỗi người nặng 300 cũng đối với họ cũng lớn lắm rồi. Bởi vì người ta làm rìu 2 ngày mà được có 50.000 thôi quý bác ạ. Cô ơi cháu mang chút quà của bên nước ngoài ấy, biếu cô một chút cô nhá. Thấy cô lớn tuổi là xong em biếu cô 300 đi. Con biếu cô 300 của mạnh thường quân bên nước ngoài cô nhá. Em gãy chân á, gãy chân lâu chưa em? À mấy tháng rồi á. Vậy em đi bác sĩ gì chưa? Là bây giờ hôm bữa gãy xong đi bệnh viện nào? Hướng dẫn về cái chuyện khó tập. À cái chuyện khó tập là được à? Mà sao không bó bột à hay làm tháo ra rồi? Đâu có bột đâu, nó bị gãy cái gì nó không vô á. À bắt vít vô rồi à? Dạ bắt vít vô rồi. À vậy hôm bữa mổ bắt vít bị tốn nhiều tiền không? Nó như là 20 mấy triệu gì mà. À vậy à? Ừ, 4 mấy triệu. À vậy ai trả tiền bác? 4 mấy triệu đấy thì là như hỗ trợ. À người ta hỗ trợ mình đấy. À vậy là bắt vít anh hiểu rồi, thì chắc phải cả năm mới tháo được đấy. Ngày xưa anh cũng gãy anh biết rồi. Gãy nó hơi sưng. Gãy chân với gãy đùi. À gãy 2 cái luôn à? Bắt vít ở trong luôn hả em? 3 khúc này. À vậy à? Ừ đấy. Cái này anh hiểu là ngày xưa anh mất cả năm trời á. Mà em gãy ba khúc nặng nhờ, làm sao mà gãy nặng vậy em? À em đang chạy Honda ấy gì? À xong cái va chạm cái là vậy luôn. Vậy giờ ở đây với hai bác hả ta? À ba đứa nhỏ rồi nè. À hai đứa, vậy vợ làm gì ạ? Vợ bị bệnh bỏ về ở với bà già. Ủa vợ cũng lại bỏ đi rồi à? À bà già mãi đâu à? Trung. À mãi miền Trung á. Ồ cái bác thấy này, ăn gãy chân ở đây rồi. À, vợ cũng ốm đau luôn à? À bây giờ nó lại có hai đứa con lại đang ở chung với ông bà nội đây này. Thôi thì con đến thì con đi trong ngày thì con thấy cũng nhiều hoàn cảnh khó khăn quá thì thôi con giúp gia đình mình 700 vậy bác nhá. Em biếu ăn 400 ăn ra. Còn hai ông bà con biếu 300 ông bà ra. Ông bà cái này là của anh chị Tài Yến ở bên Mỹ ạ. Vâng, thôi ông bà chúc phúc cho mạnh thường quân vậy nhá. Em chào vâng. 700 chưa xong hay là đưa cho anh 400 cái gì. Thôi anh cũng hỗ trợ em có con nhỏ rồi ốm đau vậy ấy, gọi là mua quà mua bánh Tết vậy em ra. Chúc quần. Vâng, mình chúc phúc cho mạnh thường quân vậy nhá. Vâng, vâng, thôi con chào luôn, vâng con đi ạ. Gì ạ? À đây đấy, kia em có bảng thông báo nhà có cách ly cái bác ạ. Vui lòng không tiếp xúc gần. Đây nhà này đây. Vâng. Nhà này thì nó cũng đã cách ly lâu rồi. À. Bị con nó ảnh hưởng con nít thôi chứ không bị. À. Cũng đã lâu rồi. À. Cũng muốn hết rồi. À. 4 đời chồng. 4 đời chồng á? 3 đời chồng 4 đứa con, không làm lấy hết. Ôi giời, nhà quý bác này, 3 đời chồng và 4 đứa con à? Đây, bác vào. 2 tháng 1 là xong. À. Mời em. Mời em mình. À đừng nói nhiều. À vậy em ơi, anh hỏi này, vậy là em bình thường em làm cái gì? À vậy á, mai hồng dòng vậy rồi nuôi 4 cháu nhỏ rồi này em. Đấy thì bác. À sơ nuôi trên thành phố à? À đây à, con gái đây hả? Ừ. Rồi vậy thì thôi anh giúp em chút ít quà vậy nhá. Anh có 400 anh gửi em vậy, Phong gửi cho em đi. Rồi. Cái này là anh mang quà của anh chị bên nước ngoài, anh chị Tài Yến em nhá. Rồi giúp em một chút vậy. Rồi Phong đưa đi. Rồi đứng xa xa giãn cách. Rồi vậy. Quý bác ạ, những hoàn cảnh trên này phức tạp quý bác nhỉ. Chị đấy là thôi. Chị đấy thì như vậy là 3 chồng và 4 đứa con. Hiện nay thì một cháu đã gửi trên sơ ở trên thành phố nuôi rồi. Hết lâu chưa, sao biết hết em? Tết âm tính rồi chứ. À âm tính rồi à? À vậy cũng mừng nhỉ. Vậy hôm bữa bị nhiều lắm với Phong nhỉ? Giờ âm tính hết rồi chứ. Vâng. Quý bác ơi, quá trời luôn. Nhà em cũng bị 5 người. Ồ. May hôm đấy chủ Khánh cũng đi được một tuần sau thì bị cái bác ạ. Rồi chị đứng đấy chị nhá. Thôi em chẳng biết hoàn cảnh chị thế nào nhưng mà nghe chị dẫn đường chị nói chị cũng khó khăn này. Thôi em giúp chị 300 vậy nhá, của mạnh thường quân nước ngoài vậy. Phong đưa ăn đưa luôn cho khỏi tiếp xúc gần. Đây chị cảm ơn mạnh thường quân em cái là được rồi. Đấy cái bác ạ, chị hôm nọ chị cũng bị F0 luôn à? Dạ F0 mất cách ly về 10 ngày đó. À xong rồi chị bị F0 vậy thì có triệu chứng gì không? Có sốt có gì nặng không? Chỉ hành mình sổ mũi với ho. À vậy đó. Đó là đi Tết là bị rồi cái xong đi cách ly. À. Mười tính cả ngày về là 11 ngày. À vậy giờ dạ. Gọi là âm tính rồi gì chị? Hôm nay âm tính có giấy xuất viện. À vâng, thôi dạ. Chúc mừng chị vậy nhá, có dạ. Chút quà biếu chị. Gửi lời cảm ơn ân nhân. Vâng, đúng rồi. Cái cảnh vâng. Bệnh hoạn này. Vâng, đúng rồi ạ. Thôi, thôi chúc chị sức khỏe nhá. Vâng. Hai chú luôn. Vâng, đấy, rồi. Thấy chị khỏe là mừng rồi. Hai cô này không biết có F0 không mà thấy thấy người khỏe mạnh lắm này. Đây là khỏe rồi chú. À. Rồi, rồi chào các chị nhá. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Dạ. Đây các bác này, đây là một căn nhà này. À bà cơ. Bà ở đây hả em? À. Đây bà. Chào gái, chào. À bà. Bà ốm vậy lâu chưa bà? Lâu lắm rồi hả cơ? À ở đây vậy. Thôi Phong ơi, thôi Phong biếu bà 300 đưa chăn biếu luôn trời nhá. À. À thôi được rồi, con chó giữ đưa cái bác ạ. Rồi thôi con chào bà, con đi bà nhá. À cảm ơn cháu đã bảo vệ cho chú này. Rồi con đi nhá. Bà đang nằm hồi nãy đãi cái chiếu rồi giặt nằm đấy. À đây cái bác này, bà đang đây cái bác. Nhiều hoàn cảnh lắm. Vậy ở đây bà ở với ai em? ở với cô. Chị, à ở với cô rồi ta. Vâng, thôi cô ạ, có người dắt cho đến nói hoàn cảnh là cô vậy ạ. Về châu biếu cô 300 vậy cô nhá. Dạ, cô giúp vâng, biếu cô 300 này. Vâng. À. Đấy. Trước là mình đã cho nhưng mà bảo bệnh nặng lắm, cũng chết không bao lâu nữa. À. Vậy à, bị ung thư phải không em? Có phải cô bị ung thư gan không? Ừ, đúng rồi. À đúng rồi, anh nhớ rồi, bữa gặp chị ở kia. Vâng, anh nhớ rồi. Đây, anh quay lại đây, chị cũng còn trẻ mà chị bị gan cái bác, da vàng lắm. Đấy, cái bác hôm bữa gặp chị mặc áo màu vàng vàng xanh xanh gì đó. Chị à, vâng, chị đứng đấy được rồi ạ. Khánh mang chút quà biếu chị nhá. À, vậy ốm vậy có thuốc uống không? Uống thuốc gì? Thuốc lá hay? Thuốc nam à? À thuốc nam, thuốc bậy bạ vậy đó anh. À, chứ thuốc kia thì đâu có nhờ. À, Phong ơi, Phong đưa cho 500 đi em, biếu chị 500 đi. À, hôm bữa gặp chị ở nhà thờ lần đấy, mà hôm nay thấy chị đúng là yếu hơn rồi. Thôi, Khánh chẳng biết nói gì thì thôi có 500 của anh chị Tài ở bên Mỹ giúp chị vậy nhá. Chị thèm gì chị mua chị ăn vậy nhá, ví dụ vậy. Vâng, sắp Tết rồi, sắp Noel rồi. Vâng, thôi chào chị nhá. Vâng, Khánh đi. Vâng, dạ đúng rồi, chào chị ạ. Vâng. Thì đấy, sợ Phong kiếp cho nên thôi không được. Quý bác ạ, nhiều nhà cách ly quá, để ăn xong ăn tiếp xúc cũng không tốt. Rồi Khánh ráng vậy, ráng giúp họ tí vậy. Rồi đây cái bác này. Em ơi, nghe em nói vậy em đang ở với ông đang ốm mà là ai của em? À là bố em á? À về nhà mình bị F0 à? Lâu chưa? À mới hơn tuần thôi á? À 6 người luôn hả em? Vậy có phải đi bệnh viện hay cứ nằm ở nhà chữa vậy thôi? À vậy đấy, đây ông bố đây ạ. À nhìn anh còn trẻ rồi. Anh bao nhiêu tuổi đây cơ? À 62 mà nhìn anh còn trẻ lắm. Ông bị tai biến 8 năm nay rồi. À quý bác ạ, thôi đến giúp anh 62 mà đã bị tai biến 8 năm rồi. Rồi nhà lại F0 có quý bác này. Em đưa anh 200 đến là 500 đi. Rồi thôi anh để tiền ở võng thôi. Anh mang cái này là món quà 500 của anh chị Tài Yến bên Mỹ ấy. Nhờ anh đi giúp những gia đình khó khăn đấy nhá. Đấy gia đình em đang là F0 như vậy, để anh bị như bố bị như vậy nó thôi, anh gửi em 500 nhá. Anh để đây được rồi này. Rồi em cảm ơn bạn Thường Quân đi. Anh chị Tài Yến bên Mỹ em nhá. Rồi vậy thôi anh đi nhá. Rồi anh chào luôn. Rồi. Đây có cái bếp ngay đây thấy hay quá nhỉ. Bếp ở đây luôn này em, tại nhà chật quá ngắn quá. Nấu ăn ở ngoài các bác ạ. Bếp ngay đằng trước nhà thôi. Đây là nhà mặt phố chứ, mặt tiền đấy chứ. Rồi chào em nhá. Vâng. Rồi lại bên đây nữa các bác ạ. Vâng. Đây Khánh đang đi theo nhà chị hướng dẫn, chị dẫn đi thôi các bác ạ. Vâng. Này là bố của cái anh của cái chị này mà không bà cổ không anh giúp không. À vậy à. Đây nhà bác bán được rồi cái này. À. Đây cái gì đây bà? Ốc sen đó con. Đấy. Mình lấy ốc sen làm gì bà? Bán không có tiền con ơi. Ồ bán đó là tức là cái này vẫn có người mua về ăn là con. Có người qua bên Long Khánh bán cũng đắt lắm anh. À bao nhiêu một ký như vậy ạ? Một ký như là 50.000 hay nhiêu? 50. Mà làm mà đi bắt làm cực có bao nhiêu cực. Bắt ban đêm. Ồ vậy đấy quý bác ạ. Bắt suốt đêm. Vàng đi bắt đêm về mới được bằng là một ký như vậy đấy. Bán được 50.000 là con. À vậy một người đi bắt hay là 2 người cơ? À vậy à. Vàng có bác đằng kia nữa kìa. Vàng nhà bác còn mấy con trên lập gia đình cơ? Thế em trai kia là cháu bác à hay là cái gì cơ? Con gái đó giờ cũng chồng bỏ còn nghiệp nó. Cháu bên em gái bên cạnh. Con cũng chuyến này luôn. À vậy đấy. À chị gái đây đấy. Vâng thôi vậy thôi thì cân mang chút quà của mạnh thường quân con biếu hai ông bà 400 nhá. Vàng Phong gửi cho bà 400 đi. Vâng, để con mang quà của anh chị Tài Yến. Bà cảm ơn mạnh thường quân đi nhá. Cảm ơn anh chị Tài Yến đi ạ. Cảm ơn. Vâng, vậy bà nhá. Vâng, đấy cái bác thấy bà bắt ốc sên bà bán này. Vâng, bà ơi, con hỏi thêm bà tí là ốc sên này bán cho người Gia Kiệm hay người Long Khánh hay người đâu cơ? Người ở Long Khánh. À, họ làm đồ nhậu à cơ? Họ làm đồ nhậu cơ. Vâng. Họ đi phụ hồ đó. Vâng. Đây là quà của mạnh thường quân bên nước ngoài biếu chị nhá. Vâng, Phong đưa lên cho chị nhá. Vâng, rồi, thôi chúc chị sức khỏe nhá. Năm mới với Noel vui vẻ. Vâng. Rồi, Khánh đang đi phía ngoài con đường song hành với quốc lộ 20. ở khu vực Phú Túc Trưng rồi nông trường Phúc Trưng chứ bác ạ. Rồi nhà bán kẹo lối này tay phải mình là bán ra ngoài chợ chiều đấy. Ở đây thì không biết là như thế nào để chỉ dẫn đi quý bác ạ. Đây để ngoài chợ chiều. Xong em gửi cho anh 300 đi em, giúp anh tí vậy đi. Chân tay gãy lung tung hết à? Hoàn nẹo nữa này. Và xong em biếu bà đi. Rồi, hai mẹ con ở với nhau à? Dạ. Vậy bình thường mình làm cái gì cơ? Có người làm, thằng cô cô thầy có làm cái gì. À vậy ai đi làm? Không có ai đi làm, có hai người mẹ con. Rồi mấy tháng trước đó, em đi lấy điều dùng cho bà để bà nhà bà cạo. Và bây giờ bà cạo cho bên dứt chân là không được. Vậy không có công ăn việc làm gì luôn à? Mà hai người luôn à? Dạ, hai mẹ con. Vậy thôi Phong biếu thêm bà 200 đi, hai người coi quý bác ạ, mà không làm được cái gì nữa rồi. Vâng, trước thì làm được tí điều. Vâng, đây là Mạnh Thường Quân là anh chị Tài Yến bên nước ngoài. Bà cảm ơn anh chị Tài Yến đi ạ. Dạ, cảm ơn anh chị Tài Yến. Dạ. Vâng, thôi chúc bà với chị sức khỏe vậy nhá. Còn con đi. Vâng, lại qua nhà ông này. Ông này mặc sexy quá, giờ làm sao ta? Rồi, chúc bác sức khỏe vậy nhá. Vâng, chào, vâng. Và quý bác ạ, vui lắm quý bác này. Rồi, thôi mình đi tiếp. Và vậy nhá, rồi chúc ăn sức khỏe vậy nhá. Và chào anh. Hai cô. Nhà này có khó khăn không ta? Muốn cho hai nhà này quá tại thế hai người đẹp. Ủa, mình không đi làm công ty à? À, ở nhà nuôi con. Đấy, quý bác thấy có người giàu trên này. Ở nhà nuôi con thôi. Và... vậy à, rồi thôi chúc sức khỏe nhá. Có dịp coi kênh YouTube của anh là kênh Người Việt Nam ấy nhá. Kênh Người Việt Nam coi nhá. Thấy mặt mình, rồi thôi anh chào. Muốn vào đây giúp mà không nhận. Quý bác ạ, trêu vui tí quý bác nhá. Không có ý gì đâu mà thôi thay đổi không khí. Mấy cô ở nhà nói chuyện tí cho vui vậy quý bác nhá. Và lại gặp bàn hàng cản buồn các bác ạ, đi gặp ai cũng hàng cản buồn hết. Đây là cái nhà, nhà gọi là nhà rông hay nhà dài của người ở đây đấy ạ, nhà nước xây cho họ chắc ạ. Đúng vậy. Hai bà cháu ạ. Vậy bình thường bà đi làm cái gì bà? Bà đi bán số. Bán vé số hả cả? Ngày càng bán 50-60 kg. Còn con gái đây đang làm cái gì? Con đi học không? Hay bố mẹ ở đâu? Bố mẹ bỏ từ hồi 1 tuổi đến giờ bà nuôi đó con. Vậy hả con? Bà 5-7 cây vàng không cho bà nuôi tới lớn đó, đó. Người ta xin 5-7 cây vàng mà không? Người ta xin là bà không cho đó. Đấy bác thấy bà ở với cháu vậy bố mẹ thì bỏ nhau. Con này con ấy không ra đây bác cho 100 này. Ra đây con. Thôi Phong biếu bà 300, bà đang ở nhà trọ bà bán vé số này. Rồi cho cháu gái 100 em ạ. Cho cháu gái 100 đi em. Cảm ơn. Đây con cảm ơn ông bà Tài Yến, con nói đi. Con nói đi. Ông bà Tài Yến, con cảm ơn đi. Cho con 100 con mua cái gì con mua nhá. Rồi em bia gửi bà 300 đi. Rồi thôi con chúc bà sức khỏe nhá. Vâng. Rồi vâng, chào bà. Dạ cảm ơn anh chị Tài Yến ạ. Cảm ơn Tài Yến. Dạ vâng. Vâng, chào bà. Vậy ạ. Ôi giời. Ở đây có với ai chị ơi? Ông ăn ở đây với ai ta? Thôi anh ngồi đấy đi, ăn ở đấy đi. Vâng. Đấy cái bác đấy này. Ăn chân tay lợn ren hết rồi cái bác này. Thôi Phong gửi cho 300 đi em. Nghe nói ở đấy có mình này em. Tại ăn uống rượu quá cái bác này. Thế bảo uống rượu nhiều. Vâng. Rồi thôi chúc anh sức khỏe nhá. Bye bye anh ạ. Vâng. Chào anh đây. Ông cố làm tình về con có thằng cháu đi làm rồi. Vậy hả con? Bà ông có mình thôi hả con? Vậy chị là hàng xóm ạ? Đây xóm gần nhà thôi. Vâng, đấy chị bác này, làm có mình ở đây à? Có thằng cháu thì đi làm rồi à? Dạ. Vâng. Rồi, thôi xong gửi cho ông 400 em dặn. Cất cho kỹ á cả. Sợ mất à cả. Muốn ai dục mơ mà con giáo của anh. Con trùng ông ăn thế. Muốn ai dục mơ của hao. Vâng. Đây các bác ạ. À, ý là chỉ rằng ông phải cất kỹ. Vâng. À, vâng, đấy, họ bạn. À, thì nhà tình thương không à? Thì bác ạ, bây giờ thì Covid mở cửa cho nên là nó nổ ra khắp nơi các bác. Ăn gì vậy, ăn tiếp xúc nhiều thì cũng nghĩ là biết đâu sợ có ngày mình cũng bị nhiễm các bác ạ. Mà thôi thì ráng vì tấm lòng của các mạnh thường quân truyền tải về thôi, mình ráng mình đi các bác ạ. Mà thực sự là cũng khó khăn nhiều thứ lắm. Nếu mà để họ đứng tập trung lại một chỗ để mình phát thì cũng sợ cũng lại gây nhiễm cho nhau. Con biếu bà 300 của anh chị ở bên Mỹ bà, anh chị Tài Yến bà nhá. Vàng con biếu bà này bà này. Vàng bà chúc phúc cho mạnh thường quân vậy thôi bà nhá. Vàng rồi con chào bà nhá. Con chúc bà sức khỏe nhá. Vàng, rồi con đi ạ. Vàng. Đấy các bác thấy bà dễ thương. Rồi thôi mình đi. Đây các bác này, hồi phục chợ chiều này. Giờ này thì chưa trưa rồi nhưng mà chợ chiều chỉ có bằng này người thấy đấy ạ. Ngày xưa thì khu chợ này thì chiều thì đông lắm, nhưng mà do phía bên kia cắt đây bên tay phải mình đấy, cắt đây mấy chục mét thì mới có một cái chợ mới rồi thì bác ạ. Nên chợ chiều chỉ còn cỡ bằng này người vậy thôi, hoạt động chỉ vậy thôi. Đây là món quà của anh chị Tài Yến ở bên Mỹ ạ. Và rồi bà chúc phúc mạnh thường quân đi bà, cảm ơn mạnh thường quân đi ạ. À vâng. Thôi em mang đi, Phong đưa gửi cho đến biếu bà 300 đi. Em biếu bà 300 giúp ăn đi ạ. Vâng. Ăn ba nha, cảm ơn luôn rồi. Vâng. Cảm ơn luôn rồi. Vâng. Cảm ơn nha. Dạ vâng, không có gì nhá, chúc bà sức khỏe nhá. Vâng cái này. Vâng, dạ con chào bà nhá. Vâng, đấy, khi bác thấy bà nằm ở đây tối tăm lắm. Thôi con chào bà đây bà nhá. Dạ. Vâng, dạ. Đây, ra. Đó, cô khá đẹp. Dạ thích. Đây, là thấy ngồi chợ cũng khá khang trang ấy, nhưng mà không có nhiều người bán lắm. Đây, thì trước chợ đây các bác. Trong này cũng khá sầm uất. Đây, chợ đây các bác. Con mang chúc quà của anh chị Tài Yến ở bên Mỹ không ạ? Con biếu ông 300 quà Giáng sinh ông nhá. Vâng, ông chúc mừng cho mạnh thường quân, ông cảm ơn mạnh thường quân nhá. Vâng, chúc phúc cho họ thôi ạ. Rồi, em. Nó bị câm á anh, nhưng mà nó nghe được. À vậy ạ. Nó ở đó ở bác thì ở bên đây. Em, anh mang chúc quà của mạnh thường quân bên nước ngoài nhá. Của anh chị Tài Yến này, em cảm ơn mạnh thường quân đi. Nói nó có được đâu. À đúng rồi. Đấy kia bác ạ. Thôi vậy chào em nhá. Rồi vậy được rồi. Cháu là cháu ruột của bà luôn à? Ở với người Bắc với Bắc không? À vậy à. À xong cứ đi học cái gì ở trên Bảo Lộc à? Học hết lớp 9 rồi nghỉ. À hết lớp 9 rồi nghỉ à? Không học nói đi về. À vậy à. Về đi ở với bà ở đây à? Còn bố mẹ các con đâu hết? Dạ mẹ con chết rồi. À mẹ mất rồi á? Dạ ba ở trong rẫy. À con ở mấy chị em? Có bà 4 chị em. À 4 chị em ở với bà luôn. À vâng. Thôi vậy thì con đến đây đứng với bà đây này, nắng quá. Con đến đây đứng với vào. À vâng. Rồi xong em. Thôi cháu ạ. Chú mang cái này là 400 này đến biếu mấy bà cháu vậy nhá. Hoặc là quà Noel vậy, quà Tết vậy nhá. Của cô chú Tài Yến ở bên Mỹ, cháu cảm ơn cô chú Tài Yến đi. Con cảm ơn đi. Con nói đi. Con cảm ơn các cô chú Tài đã cho tiền cho bà con để ngày con có tiền ăn Tết. À vậy đúng không? Rồi vậy bà nhá. Vâng. Rồi vậy thôi chú chào và chúc bà sức khỏe nhá. À chúc con sức khỏe nhá. Rồi chú đi đây.